Bên cạnh cách pha chế dung dịch rửa tay sát khuẩn thì chị Lê Thị Mỹ Quỳnh còn hướng dẫn chúng ta cách tạo ra khăn giấy ướt chống khuẩn, một sản phẩm thông dụng thường được các phụ huynh sử dụng để vệ sinh cho con em mình, qua đó ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Chúng ta tiếp tục theo dõi quý vị nhé. Đầu tiên mình sẽ chuẩn bị một khăn giấy ướt với trọng lượng là 80g, thì có thể là trung bình là từ 50 đến 60 khăn giấy. Và mọi người lưu ý là khi mua khăn giấy ướt thì phải mua loại có nắp đậy, bởi vì sẽ giúp cho cồn không thể bay hơi. Ngoài ra khi mà mình dùng xong thì cái miếng dán dính này mọi người cũng phải đóng lại. Kế đến là một nguyên vật liệu không thể thiếu, đó là cồn 90 độ. Rồi vậy vì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng như sau. Đầu tiên mình sẽ mở cái lớp kết dính này ra. Và cái chai cồn này là 60ml, mình sẽ đổ tầm 30ml vào 80g khăn giấy ướt này. Mọi người hãy đổ từ từ và cho miệng đầu chai sát vào khăn giấy để tránh cồn chảy ra ngoài. Sau khi đổ cồn xong, mọi người có thể lắc nhẹ khăn giấy cho cồn thẩm thấu vào. Và một điều lưu ý nữa là khi mua khăn giấy mọi người mua loại không mùi. Vậy là mình đã thực hiện xong cách tự chế khăn giấy diệt khuẩn đơn giản. Kính thưa quý vị, vậy là tôi đã hướng dẫn mọi người hai cách dung dịch sát khuẩn và khăn giấy ướt tẩm cồn theo công thức của Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến khích mọi người thực hiện. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hướng dẫn của tôi. Chúc mọi người thực hiện thành công. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, đơn giản, dễ làm và tiện dụng là những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị về cách tạo ra dung dịch rửa tay sát khuẩn và khăn giấy ướt tẩm cồn để ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19. Mọi người có thể yên tâm hơn phần nào khi mà không mua được dung dịch sát khuẩn, diệt trùng chuyên biệt, bởi vì nay thì chúng ta có thể tự làm tại nhà rồi ạ. Hy vọng hướng dẫn vừa rồi sẽ giúp quý vị có thêm sự lựa chọn trong việc phòng tránh dịch bệnh COVID-19 nói riêng, cũng như các loại dịch bệnh khác nói chung, qua đó bảo vệ sức khỏe cho gia đình và bản thân mình.